Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Hôm nay thì chúng em sẽ giải đáp một số thắc mắc cho toàn thể các bác là cổng center là gì, các bác nhé. Thì hầu như bây giờ trên tất cả các loại vang trên thị trường chiếm tới là 90% đều được trang bị thêm một cái đường ra, đó là đường center. Đó, và cái đường này thì thật sự là nó cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà còn nhiều anh em là chưa biết tới, nên là cũng có thắc mắc đấy, muốn là biết là cái cổng center nó có cái tác dụng gì. Đó, thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh em về cái cổng center nhé. Bình thường thì trên tất cả các cái dàn âm ly hay là mixer, tất cả nó đều có cái đường gọi là đường mainout này. Đó, đó, ví dụ như là anh em kết nối xuống âm ly, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ có cái đường, ví dụ như các bác nhìn này, nó sẽ có đường là BGM và sau đó nó sẽ có hai đường ra, đúng không, hoặc là aux hoa sen này. Đó, trên âm ly nó sẽ có các đường hoa sen này, đúng không ạ, và trên vang nó cũng có. Thì tức là tại sao họ lại phải kết nối được hai đường này? Hai đường này thì các bác sẽ hình dung đây là một vế là NR này, đó chính là trái phải. Đấy, trái phải thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng XCT, đúng không ạ? Thì khi mà cho ra xuống cục đẩy thì chúng ta cũng phải cho đường MR, MN này. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái đường hiệu ứng của nó là hiệu ứng XCT. Đó, thế thì ngoài cái việc hai cái cổng MR, MN này ra thì nó rất là quen thuộc rồi, thì nó lại sinh thêm cái cổng center này. Ví dụ trên con vang này nó có center nhé, và trên cái con vang dưới này nó cũng có cổng center luôn này. Đó, đó, vậy thì cổng center thì nó sẽ có tác dụng gì, thì bây giờ em sẽ phân tích cho anh em một chút để cho các bác dễ hiểu nhé. Nói về cái vấn đề là MRMN nó chính là xích te, thế nhưng mà center ở đây nó chỉ là mono thôi. Đấy, và cái cổng center này thì nó thường nó sẽ dành cho những cái dòng loa center. Đó, ví dụ như anh em hay gọi là loa trợ lời, loa lời đó, thì cái cổng center này thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em được thêm cái giải chung nhé. Giải chung tức là nó, nếu như anh em mà nghe nhạc thì nó thiên về lời, còn xem phim thì nó sẽ thể hiện được cái giọng nói của nhân vật trong một bộ phim. Đó, đấy là nghe nhạc. Đó, thế nên khi mà anh em xem phim mà kết nối thêm cái cổng center này thì thực sự là xem phim là cực kỳ là hay, hấp dẫn. Đó, nó có thêm cái hiệu ứng các bác ạ. Đó, thế là cái cổng center các bác chỉ hiểu đơn giản nó là gì, nó là hỗ trợ cho cái giải chung. Đó, hỗ trợ cho cái giải chung và thiên về lời, có nhá. Đó, thì đó chính là cái cổng center. Ví dụ nữa là nếu như anh em hát, đó, hát thì chúng ta sẽ cho cái đường mic này, chúng ta sẽ chỉnh cái đường mic này nó chạy qua đây, thì nó sẽ hỗ trợ được cho cái tiếng mic của chúng ta nó nhẹ hơn này, nó bay hơn đấy, và giúp cho các bác hát nó có cái cảm giác nó rõ ràng cái lời của chúng ta hát. Đó, và ở trên ví dụ như đây là con vang cơ nai số thì chúng ta có thể xử lý ở trên máy tính, còn con dưới đây thì chúng ta sẽ là con cơ nai số, là con này thì chỉnh cơ. Nếu con này, con vang cơ này chỉnh cơ, thì ở đây thì chúng ta sẽ là có thêm cái đường là đường mic này. Đấy, mic là các bác nhả ra này, ở dưới đây music thì chúng ta sẽ tích vào. Thì tại sao họ lại ghi hai chữ này, thì để mà hoạt động chúng ta kết nối loa, thì nếu như các bác muốn nghe nhạc, tiếng là cái tiếng nhạc nó sẽ ra cái kênh center này, thì các bác tích vào. Đó, còn nếu mà muốn tiếng mic nó chạy qua cái center này thì các bác nhả ra. Đó, thì khi mà các bác nhả ra này thì cái tiếng mic nó sẽ hỗ trợ qua cái cổng center, giúp cho chúng ta hát nó bay hơn. Thì đó chính là cái tác dụng của cái đường mic và music này, các bác nhé. Đấy, và bên cạnh cái đường music này chúng ta sẽ có gain, center gain, tức là các bác hiểu là cái tín hiệu đầu ra. Đấy, tín hiệu ra tức là các bác tưởng tượng như nó là to nhỏ. Đấy, ví dụ như ở trên con vang này chúng ta sẽ có to nhỏ của music, đúng không? Đấy, to nhỏ của music đây rồi. Đấy, thì đây chính là ra được của hai cái đường là đường MR và MN. Đây, hai đường này và bên này cũng thế, đều MR, MN. Thế nhưng mà để chúng ta phối ghép làm sao cho cái kênh center nó âm thanh nó ra đồng đều với cái cổng MR, MN này, thì chúng ta sẽ phải vặn to nhỏ đây. Đấy, nếu mà to quá thì các bác có thể giảm. Cái kênh center này nó to quá thì các bác có thể giảm, hoặc là nhỏ quá thì các bác có thể tăng.
Đó, thì đây chính là cái gain ở đây, chính là cái to nhỏ dành cho cái kênh center, nó sẽ dành dùng độc lập, nó giống như là cái kênh sup ấy các bác. Nó giống như cái kênh sup này này. Đấy, đây ví dụ sup đây thì nó cũng phải có volume đúng không? Và nó cũng chạy mono. Nó cũng có volume mà nó chạy mono. Đấy, anh em nếu mà sup yếu thì chúng ta vẫn tăng lên. Đúng không ạ? Và sup bé quá thì chúng ta to quá thì chúng ta có thể giảm đi. Thì cái kênh center này thì nó cũng có cái tác dụng như vậy. Đấy, tức là đấy là về cái đường to nhỏ, nhưng mà cái đường sup nó sẽ ra một cái dải siêu trầm, còn center đây thì nó sẽ là ra cái dải chung. Đấy, các bác hình dung ra như vậy được chưa? Đó, thế còn nếu như mà anh em dùng vang mà muốn hoạt động được cái kênh center này thì chúng ta sẽ bắt buộc phải dành riêng một kênh công suất, dành riêng một kênh công suất cho cái đường center này. Đấy, tức là sẽ tiêu tốn thêm một kênh nữa của cục đẩy đấy thì nó mới hoạt động được các bác nhé, và nó chạy mono đó. Thì hy vọng là cái video này thì em giải thích như vậy thì không biết là các anh em đã có cảm thấy nó đầy đủ chưa ạ? Nếu mà các bác cần góp ý gì thêm hay là cần tư vấn thêm thì có thể là để lại comment bên dưới. Đó, chúng em sẽ lắng nghe cũng như là sẽ hỗ trợ các bác. Và anh em quan tâm thêm thì có thể liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ. Và xin chào các bác.